với chức năng là đại diện quyết định và giám sát làm thế nào để nói lên được tiếng nói của cử tri giải quyết thấu đáo những kiến nghị của cử tri là điều khiến các đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh tuyên quang luôn chăn trở riêng đối với công tác giám sát câu hỏi được đặt ra là giám sát cái gì giám sát như thế nào điều gì cần làm sau giám sát luôn được hội đồng nhân dân và các ban của hội đồng nhân dân tỉnh tuyên quang đi tìm câu trả lời Ngay sau khi nhận được những ý kiến kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc, ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã thành lập đoàn giám sát về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng để mắt thấy tai nghe và ghi lại những hình ảnh này vào cuối năm 2018. Do công tác tuyên truyền còn hạn chế, một số cá nhân hộ gia đình có đất rừng sản xuất, đủ điều kiện được hưởng cây giống chất lượng cao theo nghị quyết 03/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh nhưng chưa nắm bắt được chính sách này việc triển khai thực hiện nghị quyết chưa hiệu quả công tác giao đất giao rừng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp tại một số nơi còn chậm công tác quản lý đất lâm nghiệp còn để xảy ra sai phạm ở một số địa phương việc quản lý nhà nước về cơ sở chế biến kinh doanh lâm sản còn khó khăn nhiều cơ sở còn có hành vi vi phạm còn đây là những hình ảnh được đoàn giám sát về tiến độ thực hiện đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo nghị quyết số 55 ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang ghi lại vào cuối năm 2022. Đây là một chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân nhằm thực hiện một trong những khâu đột phá nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang là phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin. Tuy nhiên, tại thời điểm giám sát, công tác quản lý triển khai thực hiện bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn ở một số địa phương chưa chặt chẽ, tiến độ thực hiện một số tuyến đường và cầu còn chậm. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tham gia quản lý, bảo trì các tuyến đường giao thông đã được đầu tư còn hạn chế. Việc bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020. Qua giám sát của Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang vào cuối năm 2020 cho thấy nhiều giá trị văn hóa truyền thống, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của người dân tộc thiểu số bị mai một hoặc có nguy cơ mai một dần. Số lượng người dân tộc thiểu số không biết nói tiếng của dân tộc mình ngày càng tăng, nhất là thế hệ trẻ cơ bản trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số chỉ còn được sử dụng trong các dịp lễ Tết, cưới hỏi, biểu diễn văn nghệ. Một số tập quán xã hội mang giá trị văn hóa tốt đẹp bị mai một. Việc khôi phục và phát triển các nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, đan lát, may trang phục truyền thống của dân tộc còn gặp nhiều khó khăn. Đây chỉ là một vài ví dụ cụ thể trong công tác giám sát bằng hình ảnh của Hội đồng nhân dân tỉnh được triển khai thực hiện từ năm 2006 đến nay. Những vấn đề này đã được báo cáo tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, nhận được sự quan tâm rất lớn của đông đảo cử tri và nhân dân. Với gần 170 cuộc giám sát thường xuyên và trên 80 cuộc giám sát chuyên đề với nhiều nội dung đảm bảo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: xã hội, quốc phòng, an ninh, trong đó tập trung giám sát trọng tâm, trọng điểm về những vấn đề lớn liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của nhân dân, nhất là điểm nghẽn, nút thắt trong công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Một số cuộc giám sát lớn đã được thực hiện, như việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể di dân tái định cư, dự án thủy điện tuyên quang, việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường, Việc bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số. Đây là những cuộc giám sát quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn trên phạm vi toàn tỉnh, tác động trực tiếp đến quyền lợi của nhân dân. Kết quả giám sát góp phần đánh giá đúng kết quả thực hiện chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết của hội đồng nhân dân, từ đó kiến nghị bổ sung, sửa đổi, ban hành mới quy định, cơ chế chính sách phù hợp với thực tiễn của địa phương. Những báo cáo bằng hình ảnh như thế này đã phản ánh trực quan sinh động những điểm, văn bản và lời nói không thể mô tả hết được. Do vậy, có tác động rất lớn. Trong quá trình giám sát thì thấy, tôi thấy là cái hiệu quả nhất là cái giám sát bằng hình ảnh. Vì thực ra giám sát bằng hình ảnh thì nó thể hiện được cái tính sinh động và cái hình ảnh thực tế tại cơ sở. Báo cáo bằng hình ảnh thực tế trên nghị trường thì có thể nói là giúp cho các cơ quan chức năng cũng nhìn thấy được những cái tồn tại hạn chế và người ta sẽ dễ khắc phục hơn bên cạnh đó khâu hậu giám sát cũng đã được đặc biệt chú trọng để đảm bảo hiệu quả cuối cùng của hoạt động giám sát là kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát thường trực hội đồng nhân dân tỉnh phân công rõ nhiệm vụ cho các ban của hội đồng nhân dân tỉnh và văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân tỉnh theo dõi đôn đốc các cấp các ngành triển khai thực hiện và giám sát việc thực hiện các kiến nghị đã báo cáo tại kỳ họp hội đồng nhân dân tỉnh Đối với những vấn đề sau giám sát còn nhiều vướng mắc chưa được các ngành địa phương quan tâm tháo gỡ, giải quyết rứt điểm sẽ được đưa ra giải trình chất vấn tại các phiên giải trình chất vấn của thường trực hội đồng nhân dân tỉnh hoặc phiên chất vấn tại kỳ họp hội đồng nhân dân tỉnh. Chính vì vậy mà đa số các kiến nghị tại các phiên họp hội đồng nhân dân tỉnh đã được các cấp, các ngành nghiêm túc tiếp thu, thực hiện. Ngay sau những kiến nghị của Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18, các cơ quan, đơn vị có liên quan đã nghiêm túc tiếp thu và đẩy mạnh thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn. Giờ đây, các hộ gia đình có rừng trên địa bàn đã được hỗ trợ cây giống chất lượng cao theo nghị quyết 03 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đã có nguồn cây tốt, chất lượng ổn định. Cây giống chất lượng cao được đưa đến tận các thôn bản vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Bà con rất phấn khởi tích cực đẩy nhanh tiến độ trồng rừng. Tháng năm sau khi được ủy ban nhân dân tỉnh, huyện giao kế hoạch, hạt kiểm lâm đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong tuyên truyền về nội dung chính sách hỗ trợ, trình tự thủ tục đăng ký, cũng như loài cây được hỗ trợ đến nhân dân trên địa bàn. Chúng tôi huy động với lực lượng kiểm lâm của hạt xuống cơ sở ra soát, thẩm định điều kiện hỗ trợ, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật hướng dẫn nhân dân đăng ký và hoàn thiện thủ tục hỗ trợ theo quy định. Nếu như tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh năm 2017 là 62%, thì đến năm 2022 đã tăng lên 65,2%, đứng thứ ba cả nước. Các cơ chế chính sách giao đất giao rừng, khoán bảo vệ rừng cho nhân dân được thực hiện có hiệu quả. Phát triển kinh tế lâm nghiệp, trọng tâm là phát triển kinh tế rừng được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả. Việc luân chuyển giữa trồng, khai thác và chế biến rừng trồng được thực hiện hợp lý. Bình quân hàng năm trồng trên 11.000 ha, chiếm 7% tổng diện tích rừng trồng toàn quốc, thuộc top đầu các tỉnh có diện tích rừng trồng lớn nhất cả nước. Khai thác trên một triệu mét khối gỗ rừng trồng đứng đầu các tỉnh trung du miền núi phía Bắc về sản lượng gỗ rừng trồng, là một trong các tỉnh dẫn đầu cả nước về quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng quốc tế. đạt trên 43.800 ha, đứng thứ hai cả nước. Bước đầu đã hình thành một trung tâm chế biến gỗ của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, hiệu quả và bền vững, góp phần nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế, xã hội chung của tỉnh, đảm bảo an sinh, an toàn môi trường sinh thái của địa phương. Chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn cũng đã có những chuyển biến tích cực sau giám sát Nơi tôi đang đứng đây là cầu Suối 3, thôn Cường Đạt xã Tân Long, huyện Yên Sơn. Một trong hai cây cầu mà tại thời điểm giám sát vào cuối năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh được đánh giá là chậm so với tiến độ đề ra. Và ngay sau đó thì cấp ủy chính quyền địa phương đã đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Hiện nay thì cây cầu đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nhân dân trong việc đi lại cũng như là giao thương trao đổi hàng hóa trên địa bàn. Theo lãnh đạo Ủy ban dân xã Tân Long, trước đây khi chưa có cây cầu này, việc đi lại giao thương cho đội hàng hóa của người dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt, vào những ngày mưa lũ, giao thông ở đây bị cô lập, trẻ em không thể đến trường học. Nay cây cầu hoàn thành, được bàn giao và đưa vào sử dụng, người dân ở đây rất phấn khởi. Ngay sau khi uh, uh, Hội đồng Nhân dân tỉnh giám sát về cái tiến địa tiến độ thi công hai cái cây cầu à, trên địa bàn xã mà chậm kế hoạch đã đề ra thì cấp ủy chính quyền địa phương chúng tôi cũng đã phối hợp và, và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị thi công cũng như nhà thầu để đẩy nhanh cái tiến độ xây dựng cầu trên địa bàn của hai thôn và hàng tháng hàng quý thì chúng tôi cũng đã cử cán bộ chuyên môn là tập trung tại cái 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 đơn vị thi công tuyến cầu để cùng giám sát và đôn đốc các đơn vị là đẩy nhanh tiến độ và cho đến đầu năm 2023 thì hai cây cầu cũng đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Không chỉ riêng Tân Long, ngay sau các kiến nghị của Hội đồng Nhân dân tỉnh, tại các đơn vị còn những tồn tại hạn chế trong công tác triển khai thực hiện nghị quyết 55 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025, đã tập trung đôn đốc thực hiện với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, hiệu quả. Các cây cầu chậm tiến độ theo kế hoạch của năm 2021 đã được hoàn thành. Những khó khăn vướng mắc trong việc triển khai xây dựng theo kế hoạch của năm 2022 đã cơ bản được giải quyết. Công tác quản lý, bảo trì các tuyến đường giao thông được thực hiện tốt. Chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn đã trở thành một phong trào rộng khắp toàn tỉnh, mang lại diện mạo mới cho nông thôn. Hệ thống giao thông nông thôn ngày càng phát triển tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, sinh hoạt tăng cường kết nối hệ thống giao thông tại vùng sâu vùng xa. Việc xây dựng các cầu trên đường giao thông nông thôn đã kết nối các tuyến đường giao thông nông thôn với các tuyến trục chính trên địa bàn. Từng bước xóa bỏ các điểm cách trở do sông suối tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại an toàn trong mùa mưa lũ và phục vụ sản xuất, giao thương hàng hóa, kết nối liên vùng, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Những thay đổi trong việc bảo tồn phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang cũng được thể hiện rõ nét. Việc tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu, quảng bá giá trị văn hóa tiêu biểu của các dân tộc thiểu số, hoạt động giao lưu văn hóa, công tác giáo dục văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số trong cộng đồng, trong hệ thống trường học, việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở được quan tâm. Toàn tỉnh đã thành lập duy trì hoạt động trên 200 câu lạc bộ, đàn hát dân ca, 700 câu lạc bộ hát then đàn tính, dân tộc Tày, 30 câu lạc bộ hát sinh ca dân tộc Cao Lan, 15 câu lạc bộ hát báo dung dân tộc Giao, 5 câu lạc bộ hát sọng cô dân tộc Sáng Dìu. Bây giờ thì tất cả thôn 15 chúng tôi thì cũng thành lập được một cái câu lạc bộ giữ gìn bản sắc dân tộc, giữ gìn tiếng nói. Chúng tôi rất là phấn khởi. Việc gắn kết phát triển kinh tế với bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc thiểu số được đặc biệt chú trọng. Đặc biệt, Nghị quyết 09-2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 quy định một số chính sách về phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã tác động mạnh đến công tác này. Các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là các huyện Lâm Bình, Na Hàng, đã quan tâm khai thác giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch cộng đồng, vừa thu hút được đông đảo du khách, vừa bảo tồn và phát huy được các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Các nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số được bảo tồn và phát huy. Có mặt tại xã vùng cao Xuân Lập, huyện Lâm Bình hôm nay thì mới cảm nhận hết được sự thay đổi ở nơi đây. Hiện trên địa bàn xã thì đã có gần 10 hộ gia đình xây dựng được nhà trình tường theo kiến trúc của người Mông và một số ngôi nhà khác đang tiếp tục được xây dựng. Bên cạnh đó thì nghề theo diệt truyền thống của đồng bào dân tộc Mông cũng đã được bà con khôi phục và truyền dạy cho thế hệ trẻ. Các cấp các ngành cũng thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc cha kia là hiện ở thôn tôi hầu hết các chị em đều biết chấm sáp ong và theo thùa truyền thống hiện chúng tôi đang tiếp tục truyền dạy cho các cháu bé để giữ được nghề truyền thống của dân tộc các bà đã dạy cho mình rồi, bây giờ mình sẽ truyền dạy cho con cháu mình sau này biết. Với trên 90% người dân tộc Mông sinh sống, chính quyền địa phương cũng đã tích cực tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người dân nơi đây làm nhà trình tường với mức hỗ trợ 50 triệu đồng một nhà. Người dân rất phấn khởi và đồng tình thực hiện. Nhiều ngôi nhà trình tường đang tiếp tục được xây dựng, không chỉ góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, mà còn hướng tới xây dựng nơi đây trở thành điểm đến du lịch những thay đổi rõ nét tại các địa phương. Nhiều vấn đề còn tồn tại đã cơ bản được giải quyết sau giám sát, kiến nghị của Hội đồng Nhân dân tỉnh, cho thấy rất rõ hiệu quả công tác giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong suốt thời gian qua, mà điểm nhấn là giám sát bằng hình ảnh. Năm 2022, Tuyên Quang hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra. Tốc độ tăng tầm sản phẩm trên địa bàn GRDP đạt 8,66%. Quý 1 năm 2023, tình hình phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh tiếp tục có chuyển biến tích cực tốc độ tăng tổng sản phẩm grdp tỉnh tuyên quang tăng 8,42% xếp thứ nhất trong khu vực trung du và miền núi bắc bộ xếp thứ bảy trên 63 tỉnh thành phố quy hoạch tỉnh tuyên quang thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 hoàn thành và được thủ tướng chính phủ phê duyệt chất lượng giáo dục đại trà giáo dục mũi nhọn tiếp tục được nâng lên Việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển văn hóa, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Công tác thanh tra kiểm tra, phòng chống tham nhũng tiêu cực được đẩy mạnh. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh, công tác giám sát bằng hình ảnh thời gian qua tại Tuyên Quang vẫn còn gặp phải một số khó khăn. Đó là đối tượng giám sát của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh theo quy định hiện nay là khá rộng. Trong khi đó, là một tỉnh miền núi, điều kiện giao thông tại một số địa phương cần được giám sát còn chưa thuận lợi. Nguồn lực thực hiện công tác giám sát còn hạn hẹp. Một số vấn đề kiến nghị, kết luận sau giám sát vẫn chưa được giải quyết triệt để. Từ thực tế này, tại Hội nghị Tổng kết Công tác Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 khu vực phía Bắc, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã kiến nghị ủy ban thường vụ quốc hội sớm ban hành nghị quyết hướng dẫn một số hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân thường trực hội đồng nhân dân các ban hội đồng nhân dân tổ đại biểu và đại biểu hội đồng nhân dân hướng dẫn hoặc quy định cụ thể hơn cách thức hình thức xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức cá nhân chậm thực hiện không thực hiện thực hiện không đầy đủ các kiến nghị kết luận sau giám sát chất vấn giải trình của hội đồng nhân dân thường trực các ban của hội đồng nhân dân quy định cụ thể hơn hình thức văn bản cuối cùng về kết quả chất vấn tại phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân. Ngày 12 tháng 9 năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 594 hướng dẫn về trình tự, thủ tục, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức cá nhân trong xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát và xem xét việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị sau giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân tổ đại biểu hội đồng nhân dân và đại biểu hội đồng nhân dân. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để hội đồng nhân dân các cấp trong tỉnh triển khai thực hiện công tác giám sát một cách có hiệu quả thiết thực, đáp ứng được sự mong mỏi của cử tri và nhân dân. Để tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả giám sát, đặc biệt là giám sát bằng hình ảnh trong thời gian tới thường trực hội đồng nhân dân tỉnh tuyên quang xác định tiếp tục kiên trì thực hiện hiệu quả những kinh nghiệm giải pháp đã thực hiện đồng thời chủ động xây dựng chương trình kế hoạch giám sát chuyên đề hàng năm với nội dung giám sát toàn diện có trọng tâm trọng điểm sát với thực tiễn tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị và kiên quyết hơn trong đôn đốc theo dõi giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát nhằm đưa những hoạt động giám sát đi vào thực chất và đạt hiệu quả cao hơn nữa khẳng định vị trí vai trò của hội đồng nhân dân cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân